Toyota Camry chỉ từ hơn 200 triệu là các bác đã sở hữu được một mẫu xe hạng sang, đẳng cấp, sang trọng, bền bỉ. Rất là bền bỉ đối với những dòng xe Toyota Camry này. Một chiếc màu đen và một chiếc màu ghi hồng đây. Chiếc này thì là sản xuất 2007, số tự động các bác nhá. Form mới này, xe lên form mới biển Hải Dương này. 34A19266 ấy. Từ hơn 200 triệu thôi đến hơn 300 triệu là các bác đã sở hữu được một mẫu xe sang, rất là nổi đồng cuối đá đi rồi. Chiếc màu đen này thì em vừa mới về các bác này, nội thất của em nó đây còn mới như 2017 luôn đấy ạ, mới như 2017 luôn, keo chỉ zin toàn tập đây, các chi tiết như lỉ sàn này vẫn còn nguyên bản này, bật lên xuống này, ghế điện này. Đây, củ số các bác nhé. Xe đi quá là ít các bác ạ. 2007 form mới. Phiên bản số tự động 2.4. Dòng xe này thì độ đồng, độ chắc thì không phải bàn rồi các bác ạ. Đi rất là sướng rồi. Và đặc biệt là xe rất là lành. Và chi phí sửa chữa của những dòng xe này thì khá là ok đấy ạ. Khá là thấp nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Sở hữu xe sang đi sướng nhưng mà lại với chi phí sửa chữa rất là thấp, rất là rẻ thôi. Rèm chân nắng này, trần nỉ nguyên bản rất là sạch sẽ các bác nhá. Đây, mẫu sedan phân khúc D, giá lăn bánh của em nó thì lên đến hơn 1 tỷ đây. Đây, khung cầm sàn của xe đây các bác nhá, dàn lốp đây, bộ mâm đa chấu rất là đẹp luôn nhá, bộ mâm 16 inch này, 215/60R16 đây. Đây, hệ thống cua lốp đây, lý đây, không có bị rách dưới gì cả các bác nhé. Phần đuôi xe đây, cái form mới này thì nhìn rất là đẹp luôn, mà form này thì gần như chúng ta đi đi cả đến thời điểm hiện tại thì cũng không sợ lỗi mốt luôn các bác. Cái form rất là đẹp luôn này, rất là sang trọng, rất là đẳng cấp rồi, đẳng cấp doanh nhân đây rồi. Cảm biến này, biển 266 rất là đẹp luôn, sơn xi màu đen này, không một vết xước các bác nhé, sơn xi không một vết xước. Đây, tablo tắp đi, nội thất của em nó thì quá là mới rồi. Cửa gió điều hòa này. Một trong những mẫu xe rất là đồng với đá này. Để cả nhà quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho Thế Anh nhá. Số điện thoại 0354 152 888. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bình Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Này, bơm ghế này, tem mát này. Chiếc xe là cam kết cho mọi người keo chỉ zin toàn xe nhá. Keo chỉ zin toàn xe. Vô lăng này, vô lăng 4 chấu theo xe này. Đây, giờ em sẽ cho mọi người tham khảo về phần khoang động cơ nhé. Một chiếc xe không có gì để hỏng đây, rất là lồi đồng cuối đá các bác. Sở hữu em này các bác hoàn toàn yên tâm là về chất lượng luôn. Chân phanh này, chân ga này. Xe đi thì quá là ít rồi các bác nhé, quá ít rồi. Tắp vô tắp đi đây. 2007. Chiếc này thì bên em đang chào bán là 365 triệu đồng các nhé, 365 triệu đồng của chiếc Toyota Camry form mới 2007 này. Đây, máy này rất là khô các nhé, rất là khô đấy ạ. Lời lóc này, độ chất thì không bàn rồi các nhé, số mượt điều hòa nhé. Ở chiếc này thì em có video rồi này, chiếc Camry 202 số sàn động cơ 2.4 này, màu ghi hồng này. Chiếc này thì cũng giữ keo chỉ zin các bác nhé, keo chỉ zin biển 22A01957 này. Chiếc này thì bên em đang chào bán là 218 triệu đồng các bác nhé, 218 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Camry 2002 này, 2002 này các bác nhé. Đấy, mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho bên em, số điện thoại 0354 152 888 để được xem xe trực tiếp theo địa chỉ thôn Đại Uyên, xã Bình Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Chiếc này thì em có video rồi nhé, bà con nào quan tâm đến cái này thì cứ liên hệ cho em, em sẽ gửi video chi tiết của chiếc xe đó cho mọi người tham khảo được kỹ hơn nhé. Này, chiếc này thì cũng còn rất là đẹp luôn, còn rất là chất, mới như 2012 luôn nhé, màu ghi hồng. Một cặp Camry đây, giá thành rất hợp lý rồi, bà con nhanh tay alo cho em nhé, số điện thoại 0354 152 888. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.